Xin chào các anh chị em. Hôm nay tôi sẽ có một cái video ngắn để hướng dẫn mọi người cách thức đo tọa và hướng của một căn nhà bằng sử dụng la bàn phong thủy, giúp cho chúng ta có được số đo chuẩn xác nhất nhằm lập được tinh bàn, từ đó có thể đưa ra được những phán đoán cũng như lời giải chính xác cho dương trạch. Tôi sẽ chiếu slide lên. Đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ đi một căn nhà có hình thức là chuẩn nhất, đó là cái nhà hình chữ nhật hoặc hình vuông. Thì khi đo, chúng ta cần phải đo ở nhiều vị trí, từ trong nhà, ngoài nhà, tường hai bên, trước nhà, sau nhà, rồi giữa nhà. Để chúng ta hình dung cái nhà đó nó nằm trong khoảng độ số nào. Nhưng thực tế khi chúng ta đo thì mỗi nơi nó ra một con số khác nhau. Vì từ trường của các cái vật liệu trong nhà, sắt thép, xe pháo, thiết bị điện tử, cửa nẻo, ổ khóa, vân vân, nó làm ảnh hưởng đến kim nam châm của la bàn. Cho nên khi mà chúng ta đo thì phải đo nhiều chỗ, đồng thời là phải tránh xa các cái vật dụng kim loại. Và để khắc phục những cái sự sai lệch này thì có một cách là chúng ta căn cứ theo cái tọa hướng của nhà với cái hình dáng này là hình vuông, hình chữ nhật, thì thông thường nhà thời đại nay là đều có lát gạch hoa, gạch bông dưới nền nhà theo những cái đường kẻ chỉ song song như thế này, những cái ô thế này. Thì chúng ta dùng một sợi dây cước, chúng ta kéo từ trong nhà phía sau nhà ra trước nhà và kéo song 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 với cái đường chỉ gạch. Thì như vậy thì chúng ta sẽ được một cái đường thẳng vuông góc với lưng nhà, vuông góc với lưng nhà, đây ký hiệu vuông góc đây, và vuông góc luôn với mặt trước. Chúng ta kéo tiếp ra bên ngoài, chúng ta kéo tiếp ra ngoài nhà sao cho cách xa những cái vật dụng kim loại, cửa sắt, rồi xe ô tô, xe máy, vân vân, cột điện. Sau đó thì chúng ta cố định cái đoạn dây cước hoặc dây dù này, rồi chúng ta dùng cái la bàn phong thủy của Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam đó, chúng ta xoay cái la bàn sao cho đường dây màu đỏ chính là đường dây thiên trì, nó trùng với cái đường dây cước mà chúng ta đã kéo ra. Đồng thời kim la bàn chỉ đúng 180 độ. Thì cái số đo của đường dây thiên trì này, đường màu đỏ, nó trùng với dây cước này, thì cái số đo phía sau này là tọa và số đo phía trước này là hướng. Thì chúng ta lưu ý khi đo thì khoảng cách nên cách xa mặt trước của nhà tối thiểu 2 mét, tốt nhất là nằm trong khoảng 2 đến 5 mét. Thì đo như thế này thì nó chỉ bị tránh được cái hiện tượng bị nhiễu từ khi chúng ta đo gần hoặc trong nhà. Nếu mà chúng ta cũng đo như vậy nhưng mà sợi dây thiên trì, tức là dây màu đỏ này, nó không trùng với cái đường kẻ chỉ này, đường dây cước này, như vậy cách làm đó là sai. Thì tôi lấy mẫu một cái nhà chuẩn dễ nhất để hướng dẫn chúng ta. Thì lưu ý là chúng ta nhớ có thể trang bị thêm một cái viên gạch hoặc là cái thỏi kim loại hoặc một cái ống hút hút dính để cố định cái đầu này, hai đầu của sợi dây cước, để làm cái đường chỉ tuyến giúp chúng ta đo được dễ dàng hơn. Đó là trường hợp nhà thứ nhất, rất là dễ. Trường hợp nhà thứ hai, ví dụ như nhà này là có hai mặt tiền và đây là nhà lô góc, nhà lô góc và cửa nó nằm ở cái góc chéo của ngã ba này. Thế thì thông thường rất nhiều người lại sử dụng rằng phải đo vuông góc với cái hướng cửa này, thì đây là cách đo sai lầm, nó không đúng. Thế thì nhà này nó có hai cái mặt tiền, hai cái mặt tiền. Thế thì cần phải xem thử là mặt nào mới là hướng hướng chính.
thì cái này có thể căn cứ nếu là đường lớn, đường nào lớn mà nhiều người đi lại thì chúng ta chọn phía đó làm mặt chính. Ví dụ như phía này, phía trên này là đường lớn và nhiều người đi lại thì chúng ta sẽ kéo dây cước vuông góc với cái mặt tường phía sau này, kéo thẳng ra trước để chúng ta đo những cái hình ban đầu ở hình chữ nhật. Còn nếu mà mặt bên này là đông người đi hơn và đường lớn hơn thì chúng ta lại sử dụng mặt bên này đo vuông góc với lưng nhà để lập hướng. Trường hợp hai cái đường này là đường đồng cấp, tức là độ rộng bằng nhau, lưu lượng người qua lại bằng nhau, thì mặt nào lấy nhiều ánh sáng hơn thì chúng ta lấy đó làm hướng, hoặc mặt nào chúng ta gắn biển số nhà thì chúng ta lấy đó làm hướng. Trường hợp số 3, nhà số 3 là nhà hình thang. Thì đặc điểm của nhà này ấy, là tường hai bên vuông góc với lưng nhà, còn phía trước nhà thì lại chéo chéo như thế này. Thì cách đo đúng là chúng ta phải lấy kéo đường dây cước vuông góc với lưng nhà để xác định tọa hướng. Còn kéo dây cước vuông góc với mặt tiền của nhà là bị sai. Trường hợp nhà thứ tư, nhà thứ tư cũng tương tự, đây là hình thang. Chúng ta kéo vuông góc với lưng nhà. Và cái hình thang này á, nó có đặc điểm là các cái góc này nó không vuông, nó không phải là góc vuông. Đó, thì chúng ta lấy vuông góc của lưng nhà để định tọa hướng mà không lấy vuông góc của mặt tiền để định tọa hướng. Trường hợp thứ năm là nhà có hai mặt, hai cửa, hai mặt tiền và hai cửa. Thì cửa nào mà lắp biển số nhà, hoặc là cửa nào mà nhiều người đi lại đông đúc thì chúng ta lấy đó làm hướng. Trường hợp tiếp theo là nhà hình hình thoi, hình bình hành, thì cũng không có góc nào vuông cả. Thế thì trường hợp này chúng ta kéo vuông góc với lưng nhà mặt sau cũng đồng nghĩa với vuông góc lưng nhà mặt trước để định tọa hướng. Trường hợp nữa là nhà có hai cạnh bên vuông góc với mặt trước nhưng mặt đáy thì lại bị chéo. Thì trường hợp này ta lấy kéo với đường vuông góc của mặt trước mà không lấy đường vuông góc của mặt sau. Về cơ bản nhà mặt đất có những dạng đó là phổ biến, còn đối với chung cư thì nó phức tạp hơn một chút. Tôi lấy ví dụ cái hình chữ nhật lớn này là hình chung cư. Đó, thế chung cư này có hai con đường đi hai bên. Đó, và lối vào ở đây, lối vào sảnh ở đây. Còn xung quanh đó là các nhà cao tầng bám sát rồi, các bên. Thì trong này nó chia ra từng căn hộ, nó chia ra từng căn hộ. Vậy thì mỗi căn hộ nó có một cái tọa hướng khác nhau. Đối với tòa chung cư này, hướng chung của chung cư này là kéo từ dưới lên trên, hướng ra cái mặt mà chứa cổng chính này, chứa sảnh này làm hướng. Nhưng hướng của từng căn hộ thì sao? Ví dụ căn hộ màu xanh da trời ở đây, ở góc trái này, cửa nó nằm ở chỗ này. Thì cái hướng mà từ tâm nhà kéo ra cửa không phải là hướng nhà. Từ tâm nhà kéo ra phía trước này cũng không phải hướng nhà. Mà cái hướng nhà này lại quay ra mặt đường, tức là lấy ban công làm hướng. Đó, hướng là bởi vì phía mặt ban công này là lấy được ánh sáng, và ở đây là có con đường và có lối vào chung cư, nghĩa là mặt này là mặt động, mặt dương, mặt có thể nạp khí, nên nhà này lấy ban công phía trước làm hướng mà không lấy cửa làm hướng. Nhưng đối với căn nhà màu màu cam ở đây, ở góc bên phải này,
bên trái này, góc dưới bên trái này, thì phía nào là hướng đó, cửa nó vào ở đây. Thì phía sau này, phía sau ban công phía trái này là có tòa chung cư rồi, phía bên dưới này cũng có tòa nhà chung cư rồi, nên đối với căn hộ này thì lấy cửa, hướng cửa làm hướng, tức là hướng này. Đó, thì nhà này thì hướng là như thế này. Đó. Thế còn đối với căn nhà màu vàng này thì hướng, bởi vì phía sau là bị che chắn bởi một tòa nhà khác rồi, nên hướng của nó lại cùng hướng với hướng của chung cư, là hướng về phía trước mà không phải hướng ra cửa. Rồi đối với căn nhà màu xanh lá cây này có hai cửa vào, căn hộ này có hai cửa vào, mà phía đằng bên dưới này là có tòa nhà bị chắn, phía bên này thì có đường đi. Vậy thì đâu mới là hướng nhà? Căn hộ này là một trường hợp rất là khó để xác định, rất là khó để xác định. Nhưng trong trường hợp này chúng ta thấy rằng phía sau là lưng nhà, nên phía này không coi là hướng, chỉ còn hai hướng còn lại, ba hướng còn lại, hoặc là ngoảnh ra cái đường bên trái bên phải, hoặc là ngoảnh ra phía trước của cửa thứ nhất, hoặc là ngoảnh ra phía trước của cửa thứ hai. Thì trong trường hợp này ta lấy hướng là cùng hướng với tòa chung cư, bởi vì nó có hai cửa đồng cấp, mà phía sau này là có điểm tựa. Phía trước là tòa chung cư là có con đường, và con đường này, hai con đường giống nhau, nhưng con đường này có lối vào, con đường bên phải này không có lối vào. Nên ta sử dụng phía nào có đường vào, phía nào có đường đi, phía nào có ánh sáng thì phía đấy ưu tiên làm hướng, còn những phía khác là làm tọa. Thì chung cư là một cái trường hợp mà khó xác định tọa hướng nhất, đặc biệt là đo ở trên tầng cao thì gần như chúng ta rất khó có thể đo chính xác, bởi vì sắt thép rất nhiều, la bàn quay đảo điên, không tài nào mà cố định được số, cho nên chúng ta phải đo ở phía trước, đo ở dưới tòa nhà chung cư, đo ở xa chung cư ra ở nhiều góc đó. Sau đó khi vào từng căn hộ thì chúng ta tịnh tiến con số đó vào thì may ra mới xác định được. Thì công việc mà đo đạc tọa và hướng của một căn nhà nó đóng vai trò tối thượng trong việc lập tinh bàn và quyết định các cái phương án để cải tạo, tu sửa, giúp cho trạch vận được hưng vượng. Thì nếu mà chúng ta làm sai cái công đoạn này thì tất cả những lời giải phía sau là đều bỏ đi hết, không còn ý nghĩa nữa, mà thậm chí còn phản tác dụng, gây nhiều nguy hại cho gia chủ. Bởi vậy, luyện tập đo tọa hướng thường xuyên là một công việc bắt buộc phải làm. Và những ai muốn thực hành bộ môn phong thủy, chúng ta không thể xem nhẹ phần này. Chúc các bạn ngày một tiến bộ và đạt nhiều thành tựu.